Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình giảm nghèo Nam Trà My do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nam Trà My thực hiện. Đây là số đầu tiên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2023, Nam Trà My giảm 1.365 hộ nghèo, hiện còn 2.964 hộ nghèo. Địa phương này huy động hơn 115,3 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, ngân sách trung ương bố trí gần 90,3 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 25 tỷ đồng. Trong các hội đoàn thể, tinh thần phát triển sản xuất của hội viên nghèo ngày càng được nâng cao. Nhiều hộ mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng trọt chăn nuôi với các loại cây con giống thế mạnh của địa phương như quế, sâm dược liệu, dê núi, heo đen. Huyện cũng đã phê duyệt 7 dự án hỗ trợ cộng đồng tại 5 xã, giải ngân 920 triệu đồng. Huyện phân bổ vốn cho các xã hỗ trợ 290 hộ xây mới và 110 hộ sửa chữa nhà ở theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt. Tổng kinh phí đã giải ngân hơn 6,1 tỷ đồng. Đến nay có 1.776 hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn với hơn 71,4 tỷ đồng. Huyện Nam Trà My xác định năm 2024 tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển, giảm nghèo bền vững. Tổng lực đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, Nam Trà My phấn đấu từ nay đến cuối năm 2025 có thêm xã Trà Linh đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt 15 trên 19 tiêu chí, bình quân 15,8 tiêu chí trên mỗi xã, không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí, 10 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với số hộ thoát nghèo bền vững, Nam Trà My được tỉnh giao giảm 330 hộ nghèo, Ủy ban nhân dân huyện đã giao các xã phải giảm được 525 hộ nghèo và 116 hộ cận nghèo. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Trà My phối hợp cùng với các hội đoàn thể nhận ủy thác tạo điều kiện cho hàng trăm lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn. Cụ thể, năm 2023, Nam Trà My có 714 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn với số tiền 43,2 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm 2024, địa phương này cho 589 hộ nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi với số tiền 31,5 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nam Trà My, với đồng vốn này, hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian qua, huyện Nam Trà My đã và đang tạo mọi điều kiện để lao động địa phương xuất khẩu sang nước ngoài làm việc, giúp hình thành nền nếp lao động hiện đại, có nguồn thu nhập cao, hỗ trợ kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo bền vững. Giai đoạn 2019-2022, Nam Trà My tập trung xuất khẩu lao động ở các thị trường ít tốn phí, phù hợp khả năng của người dân. Dần dà khi lao động quen với tác phong làm việc ở thị trường thấp, có thể tham gia xuất khẩu ở thị trường trung bình và cao như Nga, Đài Loan, Úc, Singapore. Đáng chú ý, năm 2023, toàn huyện có hơn 100 trường hợp đi xuất khẩu lao động. Theo thống kê, 100% hộ có người đi xuất khẩu lao động trở về đều thoát nghèo. Huyện Nam Trà My chú trọng việc nhân rộng các điển hình là những trường hợp đầu tiên đi xuất khẩu lao động về quê làm ăn hiệu quả. Từ đó, người dân hiểu được lợi ích của việc xuất khẩu lao động và chủ động đăng ký tham gia trong các đợt tuyển dụng. Năm 2024, Nam Trà My đặt ra chỉ tiêu 50 lao động đi xuất khẩu. Đến nay đã có 7 lao động sang làm việc tại Ả Rập Xê Út, đồng thời đang đào tạo lập hồ sơ cho 37 lao động sang Nga. Ngoài ra, chương trình đưa lao động sang làm việc có thời vụ tại quận Hàm Giang, Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương. Đến nay đã có 4 lao động sang Hàn Quốc làm việc. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, thời gian qua huyện Nam Trà My đã có được những con số giảm nghèo ấn tượng. Bên cạnh các chương trình chính sách đầu tư hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Nam Trà My đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm tuyên truyền vận động người dân tập trung lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững. Phóng sự ghi nhận tại xã Trà Gion, huyện Nam Trà My. Gia đình anh Nguyễn Hồng Thuấn tại Nắc Tóc Chanh là một trong số 117 hộ gia đình tại xã Trà Gion vừa thoát nghèo trong năm 2023. Từ sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, gia đình anh Thuấn đã mạnh dạn đăng ký thoát nghèo. Anh Thuấn được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, được tham gia các lớp tập huấn về chăn nuôi heo bản địa, trồng dược liệu,
được hỗ trợ 1.000 giống cây quế. Bên cạnh đó, anh Thuấn còn được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới, kiên cố hóa. Hiện nay, vườn quế nhà anh Thuấn đã phát triển lên hơn 2.000 gốc, trồng trên diện tích 3 hectare vườn nhà. Ngoài ra, với 1 hectare trồng sắn cũng đã mang về thu nhập cho gia đình anh từ 10 đến 15 triệu đồng. Năm 2023 thì được nhà nước hỗ trợ trồng, nước hỗ trợ cây quế và cho vay vốn. Xong đó là gia đình cũng đã cố gắng để nuôi heo với lại trồng quế để phát triển bền vững. Nhận thấy việc hỗ trợ cho từng hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất hiệu quả mang lại không cao, thời gian qua, xã Trà Gion đã mạnh dạn đưa ra nhiều cách làm hay sáng tạo. Theo đó, các hội đoàn thể địa phương xây dựng hình thành nên các nhóm tổ cộng đồng phát triển chăn nuôi tập trung. Đây là mô hình chăn nuôi heo đen bản địa tập trung của tổ cộng đồng phụ nữ Nóc Làng Lê, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Gion xây dựng và quản lý. Mô hình này có 16 hộ tham gia, trong đó chủ yếu là các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn 2 xã Trà Gion. Tham gia các mô hình chăn nuôi tập trung, các hộ gia đình được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ con giống, xây dựng chuồng trại khoa học, cách xa nơi ở. Với phương pháp đầu tư chăn nuôi nhóm tổ cộng đồng, hàng tuần các hộ tự phân công lịch, luân phiên nhau chăm sóc đàn vật nuôi. Nhờ đó, dù mới hình thành từ đầu năm 2024, đến nay, đàn heo bản địa của mô hình này đã phát triển lên 95 con. Hội Liên hiệp Phụ nữ nghĩ là chỉ có nuôi tập trung mới có thể phát triển được. Nếu mà nuôi từng hộ cá nhân thì một hai con là không thể phát triển được. Cho nên là đã quyết định thành lập nhóm để cho chị em phát triển kinh tế cũng như là tạo điều kiện có công ăn việc làm cho chị em. Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã phối hợp với ủy ban với lại bên phòng nông nghiệp mà tập huấn cho nhóm để mà có kỹ thuật chăn nuôi và cách chăm sóc. Nói chung là chị em phụ nữ rất là đồng tình, cứ phân công chị em là mỗi ngày là hai chị để mà nấu thức ăn cho heo, tìm các giải pháp để hỗ trợ cho các hộ nghèo để đăng ký thoát nghèo một cách bền vững. Muốn bền vững thì trước nhất thì xã đã nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của cấp trên để có cái định hướng để hướng dẫn cho bà con tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt các nguồn vốn vay ngân hàng chính sách ưu đãi về lãi suất. Thứ hai hỗ trợ con vật nuôi, trong đó là tập trung là nuôi theo nhóm hộ, không nuôi phân tán rải rác nữa, là tập trung theo nhóm hộ. Trong quá trình mà đánh giá thời gian qua thì nhìn thấy một số hộ cũng đã có ý chí tự lực trong việc phát triển kinh tế, cũng sử dụng các nguồn vốn để nguồn vốn vay của nhà nước để phát triển kinh tế hộ gia đình. Thứ nhất là về trồng trọt này, trồng sắn này, trồng các loại dược liệu. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều cách làm hay sáng tạo, thời gian qua, xã Trà Gion đã đạt được những kết quả giảm nghèo ấn tượng. Theo đó, năm 2023, xã Trà Gion đã giảm được 117 hộ nghèo và cận nghèo, vượt chỉ tiêu 285%. Đây là thành quả của những nỗ lực từ chính quyền xã Trà Gion trong việc tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân nhận thấy được giá trị của việc nỗ lực vươn lên thoát nghèo, tự chủ về kinh tế, đời sống được cải thiện. Chương trình giảm nghèo Nam Trà My do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Nam Trà My thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.